Toàn bộ những cái đấy là cây thốt nốt nhỉ. Rừng tràm trà sư. Đây có mấy xuồng máy dài khiếp nhỉ. Ờ, mấy cái này để nuôi chim một câu á. Đò về. Mà một câu nhiều quá. Thốt nốt cô. Dạ, cho chai đi. Thốt nốt. Ngon lắm. À, hiện tại thì các du kích chuẩn bị ra chiến trường. Wow, mến gà Ấn Độ nhỏ xíu à. Mèo 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 mèo. Mèo. Giống mến gà nước nhỉ. Ông mặt tràm. Đó, cái phản tấm này trong chỗ có mũi giỏ rồi đó. Yeah, cái này là dương xỉ á, để ăn mà để bán cũng được. Gỏi á, bao gỏi với đậu phộng nữa. Dạ, yeah, lỗ tai heo. Việt kiều Mỹ mà về ăn sẵn à? Để ăn cao lâu hải vị chứ. Ở đây cũng vậy này chú. Whoop. Lì à? Trai quẹt tay phải lên cái cầu này, lên không quan sát. Phê không chú? Trong cái không khí hết sức là trong lành. Tư tưởng của mỗi người rất là thoải mái. Chú có cảm nghĩ gì không chú? Có cảm nghĩ gì không? Không. Có. Muốn đi nhiều chuyến như thế này. Cầu tình yêu. Mình không có ai nên mình không có vô. Hướng nhân viên du lịch thì bảo lên là mệt lắm, nhưng mà đội U70 đây là vẫn cứ xông xáo thôi. Bắt ra một hơi là một trăm nắc, xong rồi một nắc. Bắt nhau hết. Đấy, em nhau hết rồi. Chú Phôi là 70, còn chú Hải là 63 rồi. Đâu, chú Hải 70. À, chú Hải 70. Chú Phôi 63. Em ơi, cô hỏi sao không có thang máy. Tí nữa con kiếm cái trượt đã có trượt xuống luôn, xuống dưới hồ luôn. Wow, bạt ngàn tràm luôn mà. Đó, từ Quam về tới Việt Nam đó. Dừa nó vàng ghê nhỉ. Gọi là dừa gì em nhỉ? Dừa vàng Hồng Ngọc hả? Đúng không? Bây giờ thì đi về. Quay trở lại. Yeah, hôm nay du lịch Bình Minh vẫn cho về quán cũ nhưng mà đổi món, đổi view luôn. Nhà lá. Bác Tài với là em hướng nhân viên thì ăn bên kia, khách thì ăn bên này. Hôm nay chúng ta có tôm, gà, mực, trứng với là canh salad song. Và vẫn quay về với bia cũ. Sài Gòn xanh. Như là bây giờ đang Cần Thơ nó đang có diễn ra lễ hội ánh sáng. Cái này là khách sạn Cửu Long. Thì khách sạn này thì nó có nhà hàng, chỗ để massage, nhưng mà chỗ massage nó không có chuyên nghiệp lắm. Khách sạn cũng được. Hiện tại thì bọn mình phải thay hướng nhân viên, thay lái xe luôn. Còn hai người kia thì đi tour riêng, đi về. Khởi hành đi tham quan điểm đầu tiên của mình vào sáng ngày mai, đó chính là chợ nổi Cái Răng, một trong những khu vực chợ nổi truyền thống của người dân miền Tây Nam Bộ của mình. Đến Ninh Kiều. Tàu lại đó, lắc vừa ăn nó vừa chạy luôn. Quay trở lại với bàn ăn, review đồ ăn. Món đầu tiên là món ốc bươu. Mình có thêm hai anh chị mới. Chân giò heo chiên giòn rồi à, cá. Cá này cá gì hả? Cá tra hả? Cá lăng. Cá lăng hả? Lẩu cá lăng. Wow. Món này nó mới hấp dẫn nè. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Lên tầng 3 mình xem coi có vui không. Tầng 3 thoáng hơn. Đọc. Cần Thơ thì có lẽ là chỉ có chỗ tập trung ở chỗ này thôi. Mình hỏi nhiều bạn rồi thì cũng không có chỗ chơi nhiều ngoài cảnh đó. Tức là phải chờ một ngày để đi chợ nổi Cái Răng. Không giống như ở Nha Trang đâu. Nha Trang thì hot girl nó nhiều mà nó sexy hơn. Còn ở đây thì mọi người ở đây ăn mặc có vẻ là kín đáo hơn đấy. Nên kênh mà hôm nay đi Cần Thơ review gái xinh thì nó cũng khó lắm. Thì mình đi ra rồi thuê một cái xe điện á.
chờ mọi người đi một vòng Cần Thơ rồi đi về khách sạn. Mọi người có muốn chụp hình trước khi xe lăn bánh không? Rồi, đưa máy ảnh con chụp cho mọi người. Chú Hải không cần ngồi đấy, chú Hải đứng ngay đây nó mới ngầu. Xe lăn bánh rồi. Ở đây có view xuôi, bọn mình ngồi ngược. Ngồi thế này mình dễ review gái. Ở đây có một cái quán bar nhỏ nhỏ này, ngay cạnh cái Circle K á. Wow. Đường phố đó, bấm nằm. Ấy à, ngồi phát biểu gì không à? Phát biểu sao đó? Mình làm ở đây lương cao không nhỉ? Không không, chủ cứ chạy khách vô quán nha, cao. Nhưng mà hợp đồng hay sao? Dạ. Thì đem khách đi massage hay là đi ăn đi uống thì vẫn được phần trăm mà. Dạ. Đó, bấm mày. Vậy lái xe phí quá. Yeah. Thì hôm nay mình thử review cái quán bar ở Cần Thơ đi. Mình coi Cần Thơ nó ba bủng như thế nào. Nó có khác ở Nha Trang không? Nhân viên thì vui vẻ lắm, nhảy tưng bừng. Quán này nói chung là vui, nhân viên thì ok, nhảy nhót, múa quạt tưng bừng. Thì nói chung là nhân viên thì ăn mặc giống kiểu của Nhật, cách trang trí của cái quán nó cũng giống vậy luôn. Nhưng mà trong thì người ta đánh Vinhouse, nó cũng khá là của giới trẻ thôi. Có một cái quán giống như ở Tiemann Restaurant này, cái nhạc nó cũng như nhạc của Nhật Ba Tây vậy, nghe nó cũng khá là hay. Quán cà phê cổ. Chợ đêm Ninh Kiều. Thành phố Cần Thơ thì hình như giờ này là mọi người bắt đầu vắng hết rồi. Tách cà phê lành cho lớp trẻ vậy. Thì ai mà đi Cần Thơ á, thì phải đi massage một lần. Thì hiện tại ở Cần Thơ thì có hai quán, đấy là Đông Dương với là Osaka. Thì Osaka thì có lẽ là nó hơi nó cũ hơn so với thằng Đông Dương. Thì hôm nay mình sẽ đi review thử Đông Dương nó massage như thế nào. Giá vé bao nhiêu? Đó. Dạ. Đây, massage Đông Dương nằm trên giường gì anh? Đúng rồi, đây nè, đường Phạm Ngọc Thạch. Đường Phạm Ngọc Thạch. Nhân viên đón từ ngoài luôn. Đúng rồi. Vào cái khách sạn nào ra thân làm. Dạ, thì có gặp anh Color Man thì anh cũng ở đây. Tuyến đường này chủ yếu là khách sạn thôi, nhà nghỉ. Bây giờ thì mình trên đường về. Thì có dịp nếu mà quay lại Cần Thơ thì có lẽ là mình sẽ ở Aura Hotel. Nó sẽ rất là tiện cho cái công cuộc tán gái. Wow, con đường này khá là đẹp. Có anh đang review hả anh? Dạ. Yeah. Có anh trong kênh vậy? Chim sung đi lung tung. Chim sung hả? Không biết anh Dương coi, thấy anh quay phim gì dính anh luôn. Dạ, ở đây. Dạ. Hello mọi người. Hello mọi người. Aura nè, Đông Dương nè, Tokyo nè, rồi Tô Châu nè đó. Dạ. Nhưng mà cơ sở nào là cơ sở lớn nhất? Cơ sở lớn thì nói chung anh chỗ nào nó cũng dễ dân á. Nhưng mà gái xinh thì có lẽ là ở đây nhỉ? Gái xinh là em thấy là Âu Ga, Đông Dương mới ra đó. Dạ, là chùm phải không? Dạ, Âu Ga, Đông Dương là dạ. Nổi tiếng tại nó 2-3 chi nhánh. Dạ. Chứ nó bên Phú Quốc cũng có nữa. Ồ, vậy hả? Nói chung anh vô tham khảo và anh review cho anh em nào có dịp mà tới Cần Thơ thì ta đi. Dạ, ok. Mình chỉ ở đây một tối thôi. Chắc là thời gian dành cho massage nó cũng không nhiều mà tiền bạc nó khá là tốn kém vì cái super VIP mà dành cho một người thì nó giá đã là 800.000, mà còn hai người thì nó đã lên đến tầm 1 triệu, là có nghĩa là hai người phục vụ cho mình đấy. Nhưng mà cái phòng của nó thì nó không có sang trang như là cái spa, các spa lớn ở khách sạn lớn đâu. Hai em tên Lộc anh. Tên Lộc, số điện thoại. Mekong Cần Thơ. Ấy. Mekong hả? Số điện thoại của anh á. Em số điện thoại là 0939157398. Lấy vợ mình có con chưa? Rồi, có anh được 5 tháng mấy rồi. Ồ, chúc mừng nha. Dạ. Tuyệt vời rồi. Ở đây hiện tại là mình chưa có cái pub nào, chưa có cái ba tây nào hết nhỉ? Ba thì bây giờ nói chung là ở đó vui chứ giờ hết vui anh ơi. Ừ. Tại vì nó còn có 2-3 cái à. Dạ. Pub mà tầm chừng 1 giờ nó dẹp rồi. Ngày xưa thì 2-3 giờ luôn á. Ghê vậy hả? Ừ, ngày xưa tới 2-3 giờ luôn. Nhưng mà Cần Thơ thì như cái thuần phong mỹ tục người ta nó không giống như Nha Trang. Dạ. Nha Trang thì mình chơi bét là nhè đến sáng rồi, được nhưng Nha mà Trang với Sài Gòn với Hà Nội anh thấy là dạ. Chơi tới sáng đêm còn. Còn Cần Thơ thì nó hơi khác xíu. Dạ. 49.000.9. Dạ, em gửi lại 100.
còn 100 đồng đâu. Dạ, 100 đồng để ngày mai anh em muốn cà phê. Cảm ơn nhiều nhá. Dạ, bye bye bye. Dạ, bye bye. Ok, dạ bye. Mình về đến khách sạn rồi. Bây giờ đi ngủ, ngày mai mình sẽ review Cà Mau cho các bạn xem. Tao bị treo máy rồi.